đời tu mang tên Thích Quang, vẽ bên ngoài nhìn ông sang lang, chẳng dám nghĩ trong tâm thầy đang cứu Phật chưa ẩn lòng của sứ một đời.
sư phải ẩn tu nay lại lần hai. Nghe lệ trao dâng, sư phải dừng chân đau xót lòng gian. Sâu đã làm tổ canh buồn rầu, dân khắp mọi nơi đang nguyện cầu, mong thầy yêu dấu không ốm. Chẳng ngại đường xa và cả hồn ma, trong đêm mâm ngu nghĩa trăng lạnh giá, vài vụn nhặt gom theo vá bãi, gọi là cả xa trong giới tu đà. Vẫn có loại người trang phục Phật ý, tâm trăng từ bi, luôn gọi dâng sư minh tuệ là ngu mới khổ anh tu. Đâu có dâng ai ngu dại gì, tu ngu ngoài hiền không chùa chiên, không tiền chẳng sắc được mấy ai. Đời này có một người tu giống thầy, lần sư phải ẩn tu nay lại lần hai. Nghe lệ trao dâng, sư phải dừng chân đau xót lòng gian. Sâu đã làm tổ canh buồn rầu, dân khắp mọi nơi đang nguyện cầu, mong thầy yêu dấu không ốm đau, con theo ước nguyện hành tu nhiên. Hành tu đạo đa, lang thang bốn ba hướng đến Phật đà, xa mẹ xa cha, chẳng ngại đường xa và cả hồn ma, trong đêm mâm ngu nghĩa trăng lạnh giá, vài vụn nhặt gom theo vá bãi, gọi là cả xa. Trang phục Phật ý, tâm trăng từ bi, luôn gọi dâng sư minh tuệ là ngu mới khổ anh tu. Đâu có dâng ai ngu dại gì, tu ngu ngoài hiền không chùa chiên, không tiền chẳng sắc được mấy ai. Đời này có một người tu giống thầy, không tiền chẳng sắc được mấy ai. Đời này có một người tu